những cái chết trong cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Tác giả Lê Tử Hùng Phần 3 Chương 3 Trường hợp Đại tá Hồ Tấn Quyền Tiếp theo Chiếc Dakota vào không phần Nam Việt Nam thì bắt đầu trục trặc đồ bay. Hai phi công quyết định không thể về Tân Sơn Nhất được họ cố gắng hướng dẫn phi cơ đến Biên Hòa. Đó là một điều trái với lòng mong mỏi của Bộ Tư lệnh Không quân lúc bấy giờ. Bộ Tư lệnh muốn chiếc phi cơ ấy đến Tân Sơn Nhất để nở mặt với đông đảo người ngoại quốc tại đây và vang danh chuyên viên không lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chiếc máy bay Dakota với trở ngại kỹ thuật đủ sức đáp xuống phi trường Biên Hòa an lành. Trước khi đáp xuống, chiếc Dakota bay hai vòng với độ khá cao ra hiệu. Phi trường Biên Hòa cấm ngặt những vụ lưu thông trong giây lát. Xe chữa lửa, xe cứu thương, hồng thập tự đầu sẵn ở phi trường, phòng ngừa tai nạn xảy ra. Chiếc Dakota trợt bánh xuống phi đạo an toàn trong những tiếng hò reo vang dội của các nhân viên, phi công biên hòa, đón chờ những người hùng trở về từ Nam Vang riêng về chiếc skyrider của nguyễn văn cử quá hư hại và cũ kỹ nên không sửa chữa được theo nhóm chuyên viên đến phi trường nam vang thì chiếc skyrider đó mục nát trầm trọng họ đã đề nghị với chính phủ thâu hồi xác phi cơ về sau cũng không muộn gì vì chiếc máy bay đó không thể nào tiếp tục sử dụng chiếc máy bay skyrider đã bị mất cấp nhiều bộ phận máy móc trước thời giờ chuyên viên Việt Nam đến phi trường Nam Vang. Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, hai loại máy bay phóng pháo T-28 và Skyrider đều là loại phi cơ mới thích hợp chiến trường Việt Nam. Việt Cộng chưa nghiên cứu kỹ càng về vận tốc, độ chúc xuống và cất cánh của hai loại phi cơ này. Vì thế, chiếc Skyrider của phi công Nguyễn Văn Cử đáp xuống phi trường Nam Vang là mồi ngon cho việc cộng nghiên cứu qua sự trung gian của chánh phủ thân cộng sihanuk. Nguyên nhân đó, máy bay Skyrider của phi công Nguyễn Văn Cử đã bị đánh cắp nhiều bộ phận. Riêng chiếc Dakota thông dụng như máy bay dân sự nên không mất mát gì, nên sự sửa chữa dễ dàng để thu hồi về Việt Nam. Theo các chuyên viên không quân chiếc Skyrider có thể sửa chữa cất cánh được. Nhưng chính phủ Sihanouk quá làm khó dễ chuyên viên, dụng cụ, thời gian sửa chữa, vân vân, nên không tài nào thâu hồi chiếc máy bay đó được. Như vậy, biến cố 27 tháng 2 năm 1962, chính quyền Ngô Đình Diệm mất hai chiếc oanh tạc cơ. Dinh độc lập sụp đổ, tổng thống Diệm phải rời văn phòng, nơi ăn trốn ở về Dinh Gia Long phi công nguyễn văn cử thoát khỏi tầm cao xạ của liên binh phòng vệ tổng thống và hải quân việt nam là nhờ sự may mắn lẫn với kinh nghiệm nghề bay sau khi đã bỏ bom bắn vài loạt đại liên phi công nguyễn văn cử báo động với phi công phạm phú quốc trực chỉ nam vang nhưng phi công phạm phú quốc tiết rẽ hai quả rocket còn lại dưới đôi cánh bay chưa sử dụng và dinh độc lập không mấy hoàn toàn sụp đổ nên Phạm Phú Quốc đảo lại vòng bay cuối cùng trút hết bom rồi sẽ ra đi. Vòng bay cuối cùng của Phạm Phú Quốc quá rộng lớn đối với chu vi trọng tâm dinh độc lập. Phạm Phú Quốc điều khiển máy bay từ mạng sông Sài Gòn, giữa Thủ Thiêm và Bộ Tư lệnh Hải quân, vòng lên không phận đường phố theo hướng dinh độc lập. Rủi thay, khoảng không gian, khoảng thời gian đó đã bị hải quân của đại tá Hồ Tấn Quyền bắn trúng. Máy bay chồng chành, mất độ cao. Phi công Phạm Phú Quốc vội đổi đường bay vì ông thấy phi cơ muốn đâm đầu vào thành phố. Kết quả máy bay của Phạm Phú Quốc rơi ở ruộng lúa bên xa lộ Biên Hòa và ông đã bị bắt. Phạm Phú Quốc bị giữ ở an ninh quân đội. Suốt trong thời gian Phạm Phú Quốc bị giam cầm Tổng thống Diệm đã ra lệnh ngầm phải đối đãi tử tế với phi công tuổi trẻ tài ba Phạm Phú Quốc. Thân nhân ông Quốc vào ra thăm viếng đều đặn cho đến ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 63, ông mới được hội đồng tướng lãnh phóng thích. Biến cố Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử đã tạo môi trường thuận lợi trên con đường binh nghiệp và công danh của Đại tá Tư lệnh Hải quân Hồ Tấn Quyền đại tá quyền không những được tổng thống diệm thương yêu và tin dùng mà ông cố vấn ngô đình nhu cũng quan tâm đến như vị tư lệnh lực lượng đặc biệt lê quang tung song lực lượng hải quân thời bấy giờ đang trên đường canh tân nên chủ lực hóa hải quân cho chế độ còn đòi hỏi thời gian đại tá hồ tấn quyền yêu cầu chính phủ gấp rút tuyển mộ binh sĩ đào tạo sĩ quan cho xuất ngoại từ thủy thủ, hoa tiêu theo học ở Mỹ, đồng thời huấn luyện tại chỗ những lôi đỉnh chiến hạm của Mỹ. Chuyển giao cho Việt Nam để thủy thủ và hoa tiêu vượt Thái Bình Dương về căn cứ Bạch Đằng. Trong thời Đại tá Hồ Tấn Quyền, Hải quân Việt Nam đã điều khiển chiến hạm vượt biển từ Mỹ về nước hai lần. Cuộc tiếp đón của thân nhân sĩ quan và thủy thủ được tổ chức trọng thể ở bến Bạch Đằng một vài phu nhân các tướng lãnh có máu mặt thời bấy giờ đã được Đại tá Hồ Tấn Quyền yêu cầu làm mẹ đỡ đầu cho các tàu chiến đó. Lễ đập chai sam banh ở mũi tàu trong chẳng khác gì công binh xưởng hải quân đóng xong chiếc tàu đó và được hạ thủy. Những buổi lễ được coi là hạ thủy trong ngượng ngùng không thể tả được. Thế mà các phu nhân được vinh dự đập chai sâm banh mặt mày hớn hở chưa từng thấy trong các buổi lễ, dù ở trong buổi lễ của bà Nhu tổ chức. Chế độ Ngô Đình Diệm cố gắng đưa binh chủng hải quân vào thế mạnh, tối tân và hy vọng trở thành nòng cốt ủng hộ chế độ trong hiện tại và tương lai. Riêng Đại tá Quyền phải là vị sĩ quan trung thành tuyệt đối bên cạnh chế độ Ngô Đình Diệm Hiệu năng của hải quân dưới quyền tư lệnh đại tá Hồ Tấn Quyền đã chứng minh cho phủ tổng thống quan tâm biệt đãi sau vụ hạ máy bay Phạm Phú Quốc ngày 27 tháng 2 năm 1962. Chính đại tá Hồ Tấn Quyền lấy làm hãnh diện đã bắn hạ máy bay đánh phá dinh độc lập. Ông lên tinh thần khi được tổng thống Diệm khen tặng. Dù rằng tổng thống Diệm dần dữ đứng trước gạch tường đổ nát dinh độc lập nơi tượng trưng uy quyền của chế độ tổng thống diệm khen tặng đại tá quyền nhưng cũng than phiền thời gian hạ máy bay quá chậm chứng tỏ binh sĩ chưa thiền xà đúng mức tình trạng như vậy nếu bị địch tấn công thủ đô bằng không quân sẽ không phản ứng kịp và không tranh thủ được thời gian máy bay giặc đánh phá hải quân đại tá hồ tấn quyền được dịp trình bày non kém của binh chủng này vào thời bấy giờ tổng thống diệm liền ra lệnh cho bộ trưởng phụ tá quốc phòng nguyễn đình thuần lập chương trình cải tiến hải quân ngang hàng quân phí của không lực từ đó đại tá quyền hăng hái làm việc đến mức tối đa những cuộc bế giảng sinh viên sĩ quan hải quân nha trang đại tá quyền đề đạt xin tổng thống chủ tọa và Tổng thống Diệm đã làm vừa lòng Hải quân Đại tá Hồ Tấn Quyền trong nhiều buổi lễ mãn khóa ấy. Cao vọng của Đại tá Quyền nâng Hải quân lên thành binh chủng nổi tiếng đã bị đứt gánh nửa chừng. Ông bị thảm sát trong biến cố 1 tháng 11 năm 63. Đại tá Quyền chết. Hải quân Việt Nam chưa đúng mức tối tân hóa trong cuộc chiến tranh canh giữ sông rạch bờ bê ngăn chặn các cuộc chuyển vận vũ khí của Việt Cộng bằng đường thủy. Và cao vọng của ông ấy trở thành một đô đốc không thành tựu. Tư lệnh hải quân Hồ Tấn Quyền bị giết đầu tiên trong lịch sử hải quân quốc gia này. Cái chết của ông là vụ thảm sát mở đầu cho ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 63. Một cái chết âm thầm và rắc rối, bí mật nếu được khai phá tầng gốc tầng rễ. Mở đầu đảo Chánh 1 tháng 11 năm 63, sĩ quan cao cấp Hồ Tấn Quyền bị thanh toán. Cách mạng đã vấy máu, nhưng mức độ cách mạng không được hung hãn như vậy. Chứng tỏ giết đại tá Hồ Tấn Quyền chỉ nhắm vào việc chặt tay chân những nhân vật trung thành cá nhân tổng thống gì mà thôi. Cái chết đó dù muốn dù không đều liên quan đến người Mỹ mà tiêu biểu là đại sứ Henry Cabot Lodge. Người Mỹ âm thầm hỗ trợ cho hội đồng tướng lãnh, thì cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 63 hủy hoại một binh sĩ đã hao tốn, huống hồ một vị tư lệnh bị giết. Cái chết của đại tá Hồ Tấn Quyền gắn chặt vào ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 63 và nhiệm vụ của người Mỹ ở Nam Việt Nam Đại tá Hồ Tấn Quyền là người vô tội đối với cách mạng. Nếu có tội chăng nữa là do ở chế độ Ngô Đình Diệm tạo ra uy thế cá nhân ông. Người chỉ huy một binh chủng bị giết như Đại tá Hồ Tấn Quyền là không quan minh chính đại cho chính nghĩa cách mạng có thể đứng trong tương lai. Chế độ Ngô Đình Diệm tạo ra tư lệnh hải quân Đại tá Hồ Tấn Quyền nhưng ông đã làm được việc cho quân đội. Ông là tài nguyên nhân lực quốc gia. Ông đã du học, nghiên cứu ở Hoa Kỳ về hải quân thì cái chết đó lãng phí sự đóng góp của dân chúng xứ này. Cái thế được lòng dân của cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thể hiện rõ ràng. Thì cái sống hoặc cái chết của đại tá Hồ Tấn Quyền đúng ra không nên đặt vấn đề khuyết điểm hội đồng tướng lãnh và ngay cả người mỹ chính trị ở điều đó cái ương ngạnh của đại tá hồ tấn quyền trước giờ đảo chánh đáng được ca ngợi hơn là kết tội ít ra một cấp sĩ quan với truyền thống bất khuất quân đội phải tỏ tư thái như đại tá hồ tấn quyền người mỹ phải chịu liên đối chủ mưu giết đại tá quyền ông là một vị tư lệnh giữ vững thế đứng oai hùng của một quân nhân tư cách ấy cho riêng ông chứ không còn ở chế độ nữa. Trường hợp ấy có nhiều phương cách đối phó với ông hơn là giết với một hình thức thủ tiêu. Cái chết của Đại tá Hồ Tấn Quyền quá sớm sủa với tiếng súng đảo chánh 1 tháng 11 năm 63. Hãy thử tưởng tượng, nếu cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thất bại thì chế độ Ngô Đình Diệm sẽ phản đối mạnh mẽ với tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Đại sứ Henry Cabot Lodge phải nhận lãnh những lời miệt thị của chế độ gán cho. Đồng thời, ông Lodge có thể bị triệu hồi về Hoa Kỳ theo lời yêu cầu chính phủ Ngô Đình Diệm. Lẽ dĩ nhiên, chế độ sẽ thổi phồng hai cái chết anh hùng nhất nước của đại tá Hồ Tấn Quyền và đại tá Lê Quang Tung tướng lãnh, sĩ quan, công chức, ngoại giao đoàn tham dự hai đám tang đó. Và đại diện Hoa Kỳ vẫn có mặt tại chỗ để ve vãn chế độ qua một tình thế mới. Nhưng phản đảo chánh 1 tháng 11 năm 63 của chế độ Ngô Đình Diệm thất bại. Người Mỹ nhúng tay vào và chắc chắn tiên liệu đảo chánh thành công. Họ tiên liệu như thế để khỏi phải bị ràng buộc những điều kiện ở trên tầm quan trọng như vậy, nên Hoa Kỳ phẩm định được nhiều cái chết của các nhân viên sĩ quan cao cấp của chế độ Ngô Đình Diệm. Người Mỹ dứt khoát lập trường hạ Tổng thống Diệm nên làm ngơ những cái chết tầm thường trong đảo chánh, nhưng hậu quả tai hại cho hậu đảo chánh. Dù đại tá quyền hay đại tá Tung làm mất lòng dân chúng Nam Việt Nam dưới thời chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng lòng người Việt Nam bao giờ cũng quảng đại, thương tâm đến vận số của người nằm xuống, dù kẻ đó là thù nghịch lúc sinh tiền. Tâm lý của chúng Việt Nam như thế, nên không gặp được ý nghĩ của người Mỹ. Người ta nói Đông và Tây chẳng bao giờ gặp nhau là thế đấy. Người Mỹ không đặt tay trực tiếp nổ súng sát hại đại tá quyền, nhưng họ đã đứng ở hậu trường thúc đẩy họ đã đồng ý hợp lực cho hội đồng tướng lãnh làm đảo chánh, với sự mơ màng quán xuyến tại Việt Nam thành một chế độ mới vững vàng tự do hơn chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng hậu quả đã cho thấy, chế độ quân nhân trong những ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 63 đã gãy đổ, mang đến nguy hại từ trong và ngoài cho tình hình Nam Việt Nam đạp đổ cái cũ, xây dựng lại một cái cũ hơn, lầm lỗi hơn, mà trong đó máu quân đội, sĩ quan cao cấp, thấm nhòa trên tử thi là một chính sách sai lầm to lớn. Nhưng người Mỹ đã tạo tấm bi cảnh, còn lịch sử xứ này mới diễn tả sự đớn đau dân tộc một thời. Người Mỹ và hội đồng tướng lãnh giết đại tá Hồ Tấn Quyền Ông là nạn nhân lôi cuốn về chính trị trong cuộc sang bằng chế độ. Nhưng đối với những người ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, những người viết sử khách quan đều cho cái chết của Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân đã đi vào trang sử Ngô Triều. Tổng thống Diệm cũng bị giết như Đại tá Quyền, dù thời gian khác nhau nhưng không gian là một. Nên cái chết của Đại tá Quyền diễn theo cái chết của vị tổng thống. Và đời đời khi nói đến đảo chánh 1 tháng 11 năm 63, người ta không thể quên hai vị đại tá sủng ái chế độ đã chết với vị tổng thống của họ. Tuy đại tá quyền không phải là vị chỉ huy duy nhất thực tài của Hải quân Việt Nam, nhưng ông là vị tư lệnh đầu tiên của binh chủng này dưới chính thể Cộng hòa ông đã góp công lớn đưa hải quân đến chỗ hùng mạnh dù thời gian còn dài mới thành quả giấc mộng đó nhưng ông quyền đặt vào đó một chí hướng tâm huyết đời binh nghiệp cho nên cái chết oan uổng của ông đã làm hao mòn nhân lực tài nguyên quân đội và quốc gia nói chung cái chết của đại tá quyền quá âm thầm trôi dài chuỗi thời gian bao trùm lên đó cái chết của ông đã lãng quên. Trong đó người ta không lường được sự quan trọng chính trị bí ẩn. Cho nên ông quyền trở về thiên thu mang đến sự tầm thường trước mắt dân chúng. Sự thật, cái chết của ông Quyền là kinh nghiệm quý báu cho những nhà quân sự rắp tâm bóp méo đời binh nghiệp để tham gia chính trị. Đại tá Quyền phi chánh trị ông là một vị tư lệnh thuần túy quân đội nhưng vì chế độ ngô đình diệm đã lôi cuốn quá mạnh mà ông không hay biết quan niệm chế độ ngô đình diệm coi quân đội như khí giới riêng tư để cầm quyền sự sai lầm khổng lồ ấy đã gây ảnh hưởng hầu hết cho các vị tư lệnh do đó trước đảo chánh người mỹ đã đặt vai trò của những cấp sĩ quan trung thành với chế độ ngô đình diệm chống đối phải bị thủ tiêu. Trong buổi giao thời giữa chế độ mới và chế độ cũ, việc ám hại vị tư lệnh Hải quân Hồ Tấn Quyền bị mờ nhạt. Sôi động của cách mạng trước tình hình đổi mới, dân chúng đặt tin tưởng có nhiều cải cách tiến bộ hơn chế độ cũ. Nên cái chết của đại tá Hồ Tấn Quyền không được đặt thành vấn đề qua sự thủ tiêu phi lý. Nhưng cách mạng 1 tháng 11 năm 63 thành công ở sự lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm mà thất bại xây dựng chế độ mới. Một chế độ mới, quân nhân cầm quyền, đi đến chỗ vô kỷ luật, gây thêm tình trạng xáo trộn trong nước. Đoàn thể Phật giáo và hội đồng tướng lãnh hầu như tranh nhau về cái công to lớn hạ bệ chế độ Ngô Đình Diệm ở bên trong sự tranh chấp ngấm ngầm đó đã dẫn tới sự kiêu căng các tướng lãnh và sư sãi. Cho nên giai đoạn lúc bấy giờ, dân chúng có câu Nhất sư nhị tướng Tình hình hỗn độn kéo dài Các tôn giáo hiềm khích nhau sau cái chết của anh em Tổng thống Diệm Công giáo và Phật giáo dường như đứng ra hai chiến tuyến gồm nhau từng lãnh vực những vụ xô xát giữa công giáo và Phật giáo khởi sự ở trường Nguyễn Bá Tòng. Ở trước nhà thờ Đức Bà, trường kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Những nguyên cớ xung đột không lý do này lan tràn đến các chính quyền địa phương trên toàn quốc. Ở Đà Nẵng, vụ làng Xuân Bộ bị đốt phá trầm trọng. Đó là hậu quả của cách mạng 1 tháng 11 năm 63 dựa vào biến động của một tôn giáo để lật đổ một chế độ được coi là sáng lạng suốt 9 năm ở Nam Việt Nam. Rối loạn liên tiếp, tình hình u tối đất nước đang đứng giữa tình trạng thuyền không lái, ngựa không cương. Nên những cái chết của những người bị chết trong cách mạng thật oan uổng dưới mắt quần chúng Việt Nam. Anh em Tổng thống Diệm, Đại tá Tung, Đại tá Quyền đại úy bùi ngương ngãi các vụ từ thiêu học sinh và sinh viên đại tá hồ tấn quyền nằm trong bản phong thần những người bị giết chết nhiều dư luận cho rằng ông quyền bị bắn là do ở ông ông đã quá lời với các sĩ quan thân cận yêu cầu ông hợp tác với hội đồng tướng lãnh đại tá quyền quá tin tưởng sự vững mạnh của chế độ và uy lực riêng tư của tổng thống ngô đình diệm Điều đó dễ hiểu. Ông là nhà quân sự nên không ý thức được tiềm lực cách mạng đang đợi ngày bùng nổ. Cho nên Đại tá Hồ Tấn Quyền không uyển chuyển vấn đề trọng đại của các sĩ quan hải quân đòi hỏi ở ông. Người ta bảo rằng Đại tá Hồ Tấn Quyền bị ám ảnh ngày đảo chánh hụt 11 tháng 11 năm 60 và ngày chính biến 27 tháng 2 năm 62 máy bay bỏ bom dinh độc lập hai ngày thất bại đó đã ăn sâu vào tâm khảm đại tá tư lệnh hải quân hồ tấn quyền. trong trí ông còn say xưa dư âm hải quân việt nam bắn hạ chiếc máy bay của phi công phạm phú quốc đem đến lòng tin cậy cho tổng thống diệm đối với binh chủng này. huy hoàng của những ngày qua vòng mãi trong đầu óc từ chế độ cho đến hải quân nói riêng đã làm cho đại tá hồ tấn quyền mù quáng trước tình hình mỗi lúc mỗi biến đổi ông không tiên liệu được lòng dân ước mong thay đổi bộ mặt của chế độ một chế độ cũ mềm trong chín năm trôi dài trên đất nước này họ muốn thay đổi cấp kỳ mau chóng mà không nghĩ hậu quả sẽ xảy ra như thế nào đại tác quyền đã được chế độ tin dùng đại tác quyền được tổng thống diệm trò chuyện như người thân thích cho nên ý chí của ông một chiều một chiều đó là phụng sự chế độ mà ông coi đó là xã mình vì tổ quốc. Không những đại tá quyền có ý niệm đó mà hầu như các tướng lãnh, sĩ quan cấp tá ở Trung ương được tổng thống diệm thương yêu đều không nghĩ khác biệt ông quyền. Nguyên do đó, đại tá quyền không đặt trọng tâm ngày 1 tháng 11 năm 63 là ngày đảo chánh của hầu hết các tướng lãnh tham gia như lời các sĩ quan hải quân khuyến dụ ông ông là vì tư lệnh. Ông tự kiêu hiểu biết hơn các sĩ quan phục vụ dưới quyền. Nên Đại tá Hồ Tấn Quyền cho rằng có đảo chánh thì do các sĩ quan cấp úy cầm đầu hoặc do các sĩ quan cấp tá bất mãn tạo nên. Và chắc chắn sẽ đè bẹp ngay sau giờ đảo chánh để đi vào con đường đảo chánh hục 11 tháng 11 năm 60 do Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu. Đại tá Hồ Tấn Quyền giờ phút ở xa lộ Biên Hòa vẫn tự cho mình là vị chỉ huy của đám sĩ quan hải quân. Ông phản đối theo cách ra lệnh với cấp dưới, nên ông bị bắn một cách lãng phí cuộc đời. Và cái chết của ông đi vào bóng tối, không một lời trăng trối cho những người đứng ngoài cuộc thủ tiêu này. Khi tiếng loan từ cửa miệng dân chúng về cái chết của đại tá tư lệnh hải quân Hồ Tấn Quyền, người ta ngỡ ngàng vô cùng. Vì dưới thời Ngô Đình Diệm, đại tá quyền không mấy được dân chúng trong nước để ý đến. Trong vụ bắt bớ sư sải, phong tỏa chùa chiền trong thủ đô Sài Gòn, tư lệnh hải quân hầu như không dính líu vào cuộc. Dù rằng binh chủng hải quân dưới sự chỉ huy của đại tác quyền ứng chiến 100% trực chờ đối phó với tình thế quấy rối. Cá nhân Đại tá Quyền và binh chủng Hải quân không hề làm mất lòng đoàn thể Phật tử. Trong vụ đấu tranh Phật giáo, tên tuổi Đại tá Hồ Tấn Quyền không được nêu lên trong mọi khía cạnh. Hơn nữa, Hải quân thời bấy giờ là một binh chủng yếu đuối không đáp ứng được những điều kiện mong muốn. Cho nên, được tin Đại tá Quyền bị giết ở xa lộ Biên Hòa đã trở thành vấn đề tìm hiểu vì tư lệnh hải quân đi vào lòng dân chúng. Thời bấy giờ, dư luận cho rằng nếu đại tá Hồ Tấn Quyền không bị giết bất ngờ, thì thủy quân lục chiến khó khăn hoành hành mạng sở thú và thành Cộng Hòa nơi chiếm cứ của liên binh phòng về tổng thống. Hải quân sẽ theo lệnh đại tá quyền nhổ neo các lôi đỉnh, chiến hạm ra giữa dòng sông Sài Gòn, chống cự lại hội đồng quân nhân cách mạng để bảo vệ Vinh Gia Long. Đồng thời, hải quân sẽ chặn nút những đơn vị bộ binh đổ bộ từ xa lộ qua dòng ông Tố, vượt sông Sài Gòn vào thủ đô Sài Gòn. Hải quân còn là mối chuyển quân cho trường bộ binh Thủ Đức, mà vị chỉ huy trưởng Đại tá Lam Sơn là người trung thành với chế độ Ngoài ra, Đại tá Hồ Tấn Quyền dễ dàng đưa Tổng thống Diệm vượt dinh Gia Long xuống tàu biển đi lánh nạn bí mật. Trong khi Hội đồng Quân nhân Cách mạng quyết bắt cho kỳ được ông Diệm, ông Nhu. Nguyên do ở trên, nên Hội đồng Quân nhân Cách mạng và người Mỹ đã tiên liệu tầm quan trọng của Hải quân do Đại tá Hồ Tấn Quyền cầm đầu. Và quyết thanh toán cứ hiểm này nếu Đại tá Quyền không theo phe đảo chánh luận cái chết của đại tá quyền như vậy nên những người ủng hộ chế độ ngô đình diệm rất lấy làm thương tâm cho ông quyền họ cho rằng cái chết đó không ích lợi gì cho cuộc cách mạng một tháng 11 một năm sáu mươi ba mà chỉ gieo tan tóc cho gia đình đại tá quyền mà thôi nếu không giết ông quyền đảo chánh một tháng 11 một năm sáu mươi ba cũng không bị lộ mục tiêu trước giờ đảo chánh Đại tá Quyền bị bắt và giam cầm tại một địa điểm nào đó. Hội đồng tướng lãnh khỏi mang tiếng dẫm lên cách mạng đổ máu. Hủy tiêu một vị tư lệnh mà bị viện lẽ là kẻ trung thành với chế độ. Giết đại tá tư lệnh hải quân Hồ Tấn Quyền nhắm vào chiến lược của quân đảo chánh hành quân vào thủ đô, làm cho binh chủng hải quân bị chi phối do thành phần của hội đồng quân nhân cách mạng len lõi vào bộ tư lệnh binh chủng này Đứng về phần chiến lược chiến thuật giết đại tá quyền rất có lý nhưng khách quan nhận định về đảo chánh 1 tháng 11 năm 63 quá tầm thường không đi đến tuyệt đích cứng rắn của một cuộc cách mạng với phương cách đó sẽ đổ vỡ do nạn kiêu binh tướng lãnh do đó cái chết của đại tá quyền không làm thỏa mãn dân chúng vì đã hoang phí nhân sự và bước vào con đường vô nhân đạo đối với một sĩ quan cao cấp như Đại tá Hồ Tấn Quyền. Theo nhật ký Đỗ Thọ, sĩ quan tùy viên của Tổng thống Diệm thì trong lúc cô thế ở ngôi hầm bí mật trong dinh Gia Long, nhiều ý kiến đưa ra yêu cầu Tổng thống Diệm dùng đường thủy đi Phước Tuy để lên quân đoàn 2. Nhưng sáng kiến này không được chấp nhận có lẽ trong giờ phút ấy, Tổng thống Diệm nghĩ đến Đại tá Hồ Tấn Quyền đã ra người thiên cổ. Và ông Diệm không còn tin cậy nhân vật nào ở hải quân giúp ích ông vượt ra ngoài vòng đai Sài Gòn. Như vậy, việc hội đồng tướng lãnh chẳng đứng được Đại tá Hồ Tấn Quyền là cao kế, túc mưu, thành công ở chiến lược lẫn chiến thuật cắt đứt những nhân vật thân tính bên cạnh Tổng thống Diệm. Đại tá Hồ Tấn Quyền chết đi, người ta mới biết rõ ông là nhân vật được Tổng thống Diệm tin cậy. Vì Đại tá Quyền là một nhân vật trầm lặng, một nhân vật trong quân đội không lấy sự trình diễn bên chế độ. Cho nên ông được chế độ Ngô Đình Diệm cưng chiều mà chẳng ai biết đến. Nhưng ngày biến cố 27 tháng 2 năm 62, Đại tá Quyền mới lộ chân tướng một phần nào. Tuy nhiên, Riêng cá nhân ông cố gắng gói ghém hào quang hạ máy bay Phạm Phú Quốc. Ông không bước trên con đường bóng nhoáng đó lộ hẳn bên ngoài. Nhưng Đại tá Quyền là người có tầm thước bên trong, nên ông hy vọng năm sắp tới sẽ thăng chức đề đốc. Và chắc rằng không một nhân vật sĩ quan hải quân nào tiếm vị tư lệnh của ông được. Người Mỹ vô tình gây ra cái chết thương tâm của Đại tá Hồ Tấn Quyền cá nhân đại tá quyền nằm xuống không còn ưu tư về vấn đề này. Nhưng cái chết của ông gắn liền vào cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 63. Dù rằng đại tá Hồ Tấn Quyền bị hờ hững qua nhiều năm, không mấy ai phanh phui ra vì tư lệnh quá cố hải quân dưới thời Ngô Đình Diệm. Đại tá Hồ Tấn Quyền lúc tại vị, ông là một sĩ quan cao cấp dễ mến, tính tình bậc thiệp, dễ cởi mở hơn đại tá quá cố Lê Quang Tung. Ông bị ganh tị khá nhiều trong binh chủng của ông chỉ huy và trong các hàng cấp tá chung quanh Tổng thống Diệm. Khi đại tá quyền được cất nhắc lên chức vụ tư lệnh hải quân đã bị nhiều lời lẽ đàm tiếu. Các sĩ quan trong bộ tư lệnh hải quân cho rằng đại tá quyền không đủ phong độ chỉ huy vì không đủ tài sức chuyên môn về hải quân. Những lời này đã đến tay Tổng thống Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Song Tổng thống Diệm không quan tâm đến vì ông nghĩ rằng Đại tá quyền là sĩ quan chịu khó, chăm chỉ làm việc thì thành công sẽ đóng chờ ở cuối đường. Sự thật, tài năng của Đại tá Hồ Tấn Quyền không tệ hại như một số sĩ quan cao cấp đã nghĩ ông thuộc vào giới sĩ quan cao cấp trẻ tuổi vào thời bấy giờ ông rất được cố vấn ngô đình nhu bằng lòng vì ông nhu chủ trương trẻ trung hóa quân đội ông quyền là lớp người ông nhu ưa thích vì ông quyền rất khiêm nhường trong vấn đề chỉ huy và làm việc nguyên do này mà các sĩ quan trong bộ tư lệnh hải quân cho rằng đại tá quyền không được khâm phục mà cho rằng ông chỉ vì trung thành với ông Diệm, ông nhu nên được chọn giữ chức tư lệnh. Họ cho đại tá quyền thuộc loại sĩ quan cờ đến tay phải phất và có lẽ sự nhận định đó không sai lầm. Đại tá quyền là người của chế độ Ngô Đình Diệm. Tổng thống Diệm đối với đại tá quyền là thần tượng, ngoài ra là vị cha già của ông. Cho nên lúc nói chuyện với tổng thống, đại tá quyền xưng con với tổng thống rất thân mật. Trong đời làm tư lệnh hải quân của Đại tá Hồ Tấn Quyền, ông làm việc rất chu toàn. Tổng thống Diệm khen ngợi nhiều lần và khen ngợi nhiều nhất vào ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 62 tổ chức tại Bến Bạch Đằng. Khi Tổng thống duyệt hải quân trên sông Sài Gòn bằng thủy động cơ, ghé đến các chiến hạm bỏ neo hàng một đón chào. Những nhân viên thân cận nhất của Đại tá Quyền cho biết đại tá quyền rất nhã nhặn đối với cấp dưới. Ông say sưa làm việc kể từ ngày hải quân bắn hạ chiếc máy bay Phạm Phú Quốc. Đại tá quyền ra lệnh chở chiếc máy bay đó về Bộ Tư lệnh Hải quân và coi đó là một chiến lợi phẩm. Thái độ của Đại tá Quyền đã làm cho vị sĩ quan xử lý thường vụ tư lệnh không quân Huỳnh Hữu Hiền không mấy bằng lòng thời gian này tư lệnh không quân đại tá nguyễn xuân vinh công du đài loan theo một số sĩ quan hải quân tiết lộ thì sau khi đem chiếc máy bay phạm phú quốc về bộ tư lệnh hải quân đại tá hồ tấn quyền ra lệnh bắn thêm vào thân máy bay thêm nhiều lỗ đạn để chứng tỏ với chính quyền ngô đình diệm hải quân đã bắn chính xác nhiều lần trước khi hạ phi cơ dư luận đồn tải như vậy nhưng sự thật, đại tá quyền không đến nỗi hành động như thế. Có lẽ những cấp sĩ quan dưới sự chỉ huy của ông muốn tân công cho chính mình, hoặc gây niềm mâu thuẫn giữa tư lệnh hải quân và tư lệnh không quân. Trong vụ 27 tháng 2 năm 62, tư lệnh không quân Nguyễn Xuân Vinh bị mất uy tín, nhưng đại tá Huỳnh Hữu Hiền lại bị gánh trọng trách qua biến cố. Những năm cuối của chế độ Ngô Đình Diệm, không lực Việt Nam gặp nhiều điều xui xẻo. Đại tá Nguyễn Xuân Vinh bị quả trách đầu tiên là vụ đảo Chánh Hục, 11 tháng 11 năm 60. Ngày đó, không quân mất một chiếc Dakota bay sang Campuchia, chở luôn cả tướng Thái Quang Hoàng. Kế tiếp đó là vụ dội bom dinh độc lập 27 tháng 2 năm 62 Đại tá Tư Lệnh Không quân Nguyễn Xuân Vinh bị cách chức, đại tá Huỳnh Hữu Hiền lên thay. Binh chủng Không quân với tư lệnh đại tá Nguyễn Xuân Vinh trên đường mất lòng tin của chế độ Ngô Đình Diệm. Cơ hồ như hải quân thay thế vào chỗ trống đó. Được chế độ tin dùng, trong thâm tâm đại tá Hồ Tấn Quyền thừa dịp vươn lên. Bằng cách làm vang dội tiếng tâm của hải quân đã bị chìm đắm trong những ngày tháng qua. Đại tá quyền đã thành công lớn trong điểm này. Sau khi tổ chức hoàn hảo ngày quân dân đoàn kết. Tàn tích đổ nát dinh độc lập nơi uy quyền quốc gia đã ám ảnh tổng thống Diệm theo ngày tháng. Ngày quân dân đoàn kết được giao cho tướng Nguyễn Khánh gấp rút ra mắt, nhưng người tổ chức là đại tá Hồ Tấn Quyền. Tổng thống muốn trình diễn buổi lễ thật long trọng, hầu xóa đi dư âm của ngày 27 tháng 2 năm 62 trong lòng ông và cả ngay quần chúng tại Sài Gòn cùng các tỉnh lỵ trên toàn quốc. Tổng thống Diệm và ông Nhu tổ chức ngày này còn nhắm vào tâm lý quân đội, trong đó có sự củng cố hàng ngũ và thể hiện uy tín của ông còn chinh phục được quân đội. Cũng vì thế, cái lễ quân dân đoàn kết này người ta mới bắt đầu thấy đại tá hồ tấn quyền là một trong những sĩ quan cấp then chốt của chế độ